chín này đó. Lâu để đại chỗ nào này, từ từ nào mà ngàn chín đâu Quay cắt kỳ. khúc ở ngoài đây tối. Nhiễu rồi đó, bắt đầu nhiễu ấy. Nhiễu mỡ này. Sao bữa nào cũng bị bắt ốc kìa. Hấp dẫn à? Hấp dẫn quá trời. Có kinh nghiệm hơn bữa trước. Em thấy có gì sai sai. Sai gì? Hồi nãy hồ không có sạch tế. Này quay ngon ở nhà, quay ngon hơn ở tiệm nữa à. Hạ cây thấp xuống không? À, không chơi từ từ nó cho nó ấy này mới hạ có. Mà có kỹ thuật thân qua đâu có được chứ. Giờ thấy cái màu là thấy ngon, sa tế thấy ngon đỏ hơn qua đó. Sao không được? Cái hai qua ở hơi mũi dương mới ăn được với dịch á. Chứ giờ nguyên con không thấy bị sao nó hơi. Thì nó sa tế tôi mua rồi. Có mua gì? Mua vậy. Nó không ăn lá cà chua.
Sao ngồi ngoài nắng thầy? Sao nắng? Bắt ghế vô trong đây nè. Xăng lại mới gạch ra. Có kinh nghiệm. Dẹp con nào nấy chà bá. Kéo này ngâu thấy sợ chịu nổi nè. Không, cái này trên chảnh bên em làm được. Có cái giường á. Ừ, bên đó chấm. Bên đây. Dễ khắc luôn nha.
sao than ra không ta? Than thì nhiều. Còn nóng lắm này. Nóng lắm. Anh ơi. Hả? Cái mâm nó xong chưa anh đem lên rửa đây ngồi cho khô nè. Nó chín cắt ra. Mình thấy trên cái dưới còn lửa quá trời. Đang nướng than từ từ bắt đầu nó dễ khách quá. Để nghe thấp xuống sớm quá nó hầu như nào mà nó than nó chín rồi mình hạ xuống cho cái đầu này, cái giò. Đây. Thôi, con ngỗng xé thịt ăn toàn, xé thịt. Cút này trái rồi. Mất tiêu đầu rồi. Ngỗng, ngỗng mất đầu mới ngỗng chết đó. Dướng dướng thì sao nè? Rồi, quá ngon. Rồi, ok, ngon quá. Trời. Qua hai bà ăn nhất. Tao thấy tao là thiệt hồi nhất mà. Nghĩ sao hả? Người ta ăn vỏ tao ra hốt hả? Ai biết ra thấy gì là ấy à. Tao ăn ruột. Mình đậu vỏ nè. Bắt mày đứng mày dịnh nè. Không kiểu này thôi rồi. Hả không? Để đi nó bác, chó nó nè. Không, eo, eo, eo. Rồi, hai vô đây. Quá hợp. Bên đây một nồi bự nữa kìa. Múc hai thái. Hai chảo cho chị ăn. Đi nha ngoại. Không rồi, không ăn tự nhiên. Tao biết đây vậy có đồ ăn, tao đâu ăn gì đâu. Nhìn đói đi qua đây. Ghê à. Ăn gì đâu. Ngon.
ăn gì Nguyễn? Có ốc. Ốc gì? Ốc quấn. Trời ơi trời, mới chụp hình ngoài kia vô dìm hàng nữa. Áp lực rồi. Em hết. Chết luôn rồi, dìm hàng chết luôn rồi. Đúng rồi. Bé mẹ, bé thịt. Đóng vô luôn này sao mà? Hai cái mỡ. Ăn phải mẹ ăn nha. Chắc chết luôn á, ta nói nhỏ đó ăn gì ăn dữ không, ông nào cũng có mặt hết. Không, 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 không. Con ăn với, cho mở lại cho con ăn với. Ngon không bác Hẩm hả? Cha. Ngon ăn nhiều. Cái gì? Gà con ăn với sợ tê. Hai gì nha. Chặt lại, thẳng ta chặt đi. Thằng này lấy kéo mình. Lấy kéo cát. Chặt ra đi, mỏng mỏng dễ ăn luôn. Chặt đi. Hết bữa rồi. Cứ quay đi bà bầu ăn vô tư, bụng bự. Đó ngoài kia kìa, chỗ heo ngoài nhà. Chuyện này mua mốt lên dẫn cái người ta đặt hàng không biết làm sao, đây là em ngồi hỗ trợ. Rồi còn sống. Nước ngỗng không đỉnh thế giờ. Còn sống. Phong phong tỏ hiện trường. Này chặt mạnh xuống á. Dạ. À, giòn nè. Đây là cái da nó giòn hơn cái bữa con đã. Con vịt. Bà Hẩm hình như bà Hẩm không có xe té với mình làm áp quá. Để gì nó khô nè. Không thấy có nhiêu đâu, hai chảo uống nè. Này không liếc cây dao nghe. Dao như lục nha ha. Nước mắm mặn ngon hơn. À vịt thì nước mắm kia còn trắng cá mẹ ăn nước mắm mặn. Thì mẹ nấu kia mẹ. Con ơi vịt nấy vịt cánh mắm gấu rau đó. Mẹ làm dĩa nè. Mẹ ăn dĩa. Để ba chở. Ba dĩa nó cánh này ba dĩa. Còn có nước. Đem cái dĩa đi. Rồi cầm một con thử đây, thơm ngon. Lấy cái dĩa này luôn. Lại cạp với mới ngon. Bốn đứa luôn. Quay thấy chảng miếng này nè. Đây, wow. Ốc bu vàng.
Có xả này không bỏ xả nha. Wow. Wow. Quá trời soi rồi. Lên hình nha, lên hình nha. Lâu lâu mới có cơ hội quay nguyên gia đình chứ bộ. Không làm có kiếm cá có không đâu kiếm.